Chào các bạn đến với kênh của Quỳnh Hữu Phước. Các bạn ơi, ngày hôm nay mình xin chia sẻ với cô chú anh chị em. Hôm nay mình sẽ làm món là bún xào nha mấy bạn. Bún xào hôm nay thì mình có là đu đủ, giá, hẹ và thịt heo. Mình đã ướp như thế này rồi, vậy bây giờ mời cô chú anh chị em cùng bắt tay vào để làm cái món bún xào với mình ngày hôm nay nha. Thì mấy bạn ơi, bây giờ mình sẽ đổ cái dầu vào chảo nha mấy bạn. Mình sẽ đổ một ít dầu thôi, mình không có để nhiều. Nhưng mà cái món này mình sẽ để nhiều dầu gì nó sẽ ngon hơn. Ngày hôm nay mình đi vườn vô, nãy mình quên chặt sả lại cho nên mình không có sả nữa. Mình món này mình có sả mình xào thì nó càng ngon nha. Nhưng mà hôm nay mình không có sả đó các bạn ha. Không có sả mình thay thế rồi đó là tỏi và hành tây nha. Mình chờ cho cái phần tỏi và hành nó thơm là mình sẽ để cái phần thịt này vô nha các bạn. Chứ mình không có để cho nó vàng, để nó vàng thì nó bị không được ngon á. Thì làm như nó bị nhẵn á, cho nên mình sẽ không để vàng ha, mình để nó vừa thơm mình sẽ để thịt vô. Thì cái phần thịt này hồi nãy mình cũng nêm nếm gia vị hết rồi các bạn, thì tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình nha. Thì ngày hôm nay buổi sáng mình đi vườn rồi mình cũng có hái được mớ rau á, rồi mình vào cái mình xào bún thì cho cả nhà đều ăn luôn. Nhưng hồi nãy mình quên hái sả. Nhưng bây giờ hiện tại thì mình đang làm món này thì trời đang mưa nha mấy bạn. Trời mưa lớn lắm luôn cho nên mình không có đi ra vườn hái được sả nha. Mong cô chú anh chị em trong cái video này mình có làm gì sai sót thông cảm cho mình nha. Bây giờ mình sẽ để cái đu đủ vô trước nha mấy bạn. Mình sẽ để đu đủ vô trước. Thì vì đu đủ thì nó hơi cứng, mình sẽ để nó vô trước. Cái này thì cũng như nhà mình có cái nguyên liệu gì thì mình sẽ chế biến cái nguyên liệu đó ngay, chứ mình không có nhất thiết là phải xào bằng đu đủ nha mấy bạn. Tại mình thích xào đu đủ ăn cho nó ngon á, cái vị đu đủ thì nó sẽ ngọt hơn á. Cho nên mình xào bằng đu đủ chứ mình không có xào bằng củ cải đỏ. Cũng thơm lắm này mấy bạn. Mình để cái phần đu đủ vô cái nó thơm, khá là thơm luôn nè. Thì bây giờ mình sẽ để cái phần giá với hẹ vô. Mình sẽ để phần giá với hẹ vô nha mấy bạn. Đu đủ thì của nhà nha mấy bạn, còn hẹ thì của cái chị ở xóm, chị chồng mà chị cho. Mình chỉ có mua giá, mình chỉ mua giá với mua thịt với mua bún thôi nha mấy bạn. Thì ngày hôm nay thì mình mua bún thì một ký nó 10.000, còn giá thì mình mua nửa ký, nửa ký thì nó có 5.000 mấy bạn. Chứ mình mua 20.000 tiền thịt, là mình mua 200g thịt thì thịt ở xóm mình thì nó bán 100.000 ký. Thì cũng như cái bữa bún này thì chỉ có mấy chục ngàn à. Mình làm vậy đơn giản à, ăn mấy bạn ơi, chứ không có được bằng ở nơi người ta bán nha mấy bạn. Sáng mình đi vườn vô thì cái này mẹ mình đã rửa sẵn rồi, rồi bào đu đủ đu luôn rồi, cho nên mình không có quay chia sẻ với các bạn cái lúc mình bào nha. Vì mình đi vườn ở nhà mẹ mình rửa sẵn rồi, cho nên mình vô mình chỉ có xào nữa rồi. Thì bây giờ mình để bún luôn mấy bạn. Bún mình mua về rồi mình trụng nước sôi lại mấy bạn ơi. Khá là thơm luôn mấy bạn. Ừ.
Rồi như thế là được nha mấy bạn. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình sẽ dọn ra ăn thôi mấy bạn ơi. Thì mấy bạn ơi, bây giờ mình đã làm xong cái phần bún xào rồi nữa bạn. Đây, bạn nhìn thấy cái dĩa bún xào của mình nó khá là đơn giản nhưng mà mùi thơm cũng khá là thơm nha. Vậy bây giờ mình mời cô chú anh chị em cùng vào bún xào của mình nha. Thì ở đây mình có rau nữa bạn, rau này là mình hái ngoài vườn của mình á. Hôm nay mình đi vườn thì mình hái được là một ít là rau cắt lòi nè. Rồi rau cắt lòi là rau này nha. Ở đây là lá cái gì mình quên ta. À đây là lá cụ nèo. Đây là lá cụ nèo, còn đây là lá cắt lòi nha mấy bạn. Rồi hôm nay mình có hái được lá cách nè. Rồi lá này là lá đậu rồng nè mấy bạn, lá cái của cái trái đậu rồng của mình á. Ngày hôm nay rau mình không có mua, mình hái rau vườn mình ăn. Dưới đây là rau giáp cá. Rau giáp cá mình hái rau vườn mấy bạn ơi, mà bữa nay mình không có mua rau chợ. Rau giáp cá rồi mình có một ít rau thơm. Rồi lá tí tô nó mấy bạn, mình rửa cái nó trộn trộn đây. Đây lá tí tô. Đây này mình có lá tí tô. Rau quế. Rau thơm, mấy cái này là của mình trồng không nha mấy bạn. Cái rau này mình hái như thế này mình được ăn với gì mấy bạn biết không? Mình ăn với bánh xèo một cái là hết ý luôn đó nha. Để hôm nào mình có thời gian mình sẽ mần bánh xèo, mình mời các bạn cùng ăn với mình. Hôm nay mình hái rau khá là nhiều luôn nhưng mà mình không có mần bánh xèo mà mình ăn với bún xào nha mấy bạn. Thì mình mời cô chú anh chị em ăn với mình một miếng nha. Ngon quá mấy bạn ơi. Nó có những cái hương vị của mùi của rau á, khá là ngon. Mùi thơm thơm của lá tía tô nè, nhẵn nhẵn của lá cụ nèo và mà chua chua của cái lá cắt lòi các bạn, nó hơi chua chua. Và trong đó có mùi thơm của lá cách nữa thì nó khá là ngon. Với cái bùi bùi của cái lá mà đậu gồng các bạn, ngon lắm. Mời các bạn ăn với mình miếng nữa nha. Tính ra ngày hôm nay mình làm cái món này mình không có nhiêu tiền hết các bạn ơi. Hồi nãy mình mua bún là có 10 ngàn à. 200 gram thịt có 20 ngàn. Chứ 5 ngàn giá nữa các bạn. Trở lại dưới đu đủ với của mình chồng, còn hẹ thì của cái chị kia sẽ cho. Thì tính ra có 35 ngàn mà được món đơn giản thì mình ăn cũng khá là ngon. Thì mình mời mấy bạn ăn miếng đi nha. Mấy bạn biết không, cái lá cắt lòi này nè mấy bạn, mình ăn nó có là vị thuốc tốt lắm nha. Ai nhức mỏi tê tay tê chân thì mình ăn cũng khá là tốt. Còn cái củ của nó mấy bạn, mình lấy mình nấu nước mình uống cũng khá là tốt cho sức khỏe luôn. Thì mấy bạn ơi, đến đây thì cái video của mình cũng đã khá dài rồi, mình xin tạm dừng cái video lại đây nha mấy bạn. Và mình cũng chúc cô chú anh chị em một ngày cuối tuần vui vẻ, thành công và hạnh phúc bên người thân và bên gia đình nhỏ của mình. Thì mình cũng mong rằng cô chú anh chị em khi xem được video của mình mà nếu như mình có làm gì sai sót thì cô chú anh chị em cũng thông cảm qua cho mình nha. Và trong cái những cái video mà mình quay mình chia sẻ món ăn và những lời tâm sự của mình á, nếu như mà cô chú anh chị em có thấy mình sơ sót gì, có cần làm thêm những gì hoặc là như thế nào thì cô chú có thể là để vô trong đó cho mình một lượt bình luận để mình biết, để mình sửa đổi nha các bạn. Và bây giờ mình xin chào tạm biệt và mong gặp lại cô chú anh chị em trong những cái video gần nhất của mình. Bye bye, chào cô chú anh chị em mình nha.